Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Đời Sống Thường Nhật. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn ở thị xã Tân Châu của mình có giải ra trả có diễn ra giải đấu cầu lông với nội dung đôi nam nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao thị xã Tân Châu năm 2021 năm 2021. Đây là đôi nam nữ giữa cặp đôi Khanh Ngọc Khanh và Sỏn Yến. Đây là trận bán kết. Hai trận đấu diễn ra dưới trời mưa khá to nên âm thanh khá ồn, mà mong các bạn thông cảm nhé. Điểm số hiện nay là 8 đều. Ván đấu thứ hai. Ván đấu thứ nhất thì bên Sỏn và Yến đang tạm dẫn trước. Cặp đôi Ngọc Khanh thì mặc áo màu vàng ở phía phần sân gần màn hình các bạn đây. Sỏn Yến là ở phần sân ở phía xa. Mời các bạn sẽ tiếp tục xem nhé. Điểm số 11. Đây Ngọc Khanh là của đơn vị xã Vĩnh Sương, Sỏn với Yến là đơn vị phường Long Thạnh. Cặp cầu không qua lưới.
điểm trên điểm trường 13-15. Điểm cho Long Thạnh 16-13. Kết thúc ván đấu, đội của Sỏn Yến thắng đội Ngọc Khanh với tỷ số 21-13. Kết quả chung cuộc, đội Sỏn Yến thắng đội Ngọc Khanh với tỷ số 2-0 của trận bán kết. Mời các bạn tạm nghỉ nhé.